À, chào các bạn nha. À, mình là Trọng DH đây. À, hôm nay mình có dịp làm tại Tiền Giang, làm ở chỗ huyện Gò Công nha các bạn. À, trước mặt các bạn là các bạn thấy Thăng Long nhiều không? Quá trời Thăng Long các bạn ha. Thì cái trạm mình hôm nay thì nằm trong cái vườn Thăng Long nha các bạn. Đó, Thăng Long đây nè. Ở cái trạm mình ở đây nha. Rất là nhiều Thăng Long luôn á. Này nói đến Thăng Long thì các bạn cũng phải biết được là Bình Thuận là trồng nhiều nhất nha các bạn. Nhưng mà chỗ này là huyện Gò Công của tỉnh Tiền Giang vẫn trồng rất là nhiều ha. Bạn thấy rất là nhiều. Các bạn cho mình cho các bạn xem cái Thăng Long non sao các bạn. Cái này thì nó mới ra ha bạn ơi. Nó chưa hành trái. Đó. Đằng kia cũng có mấy bông nữa. Như này người ta thu hoạch hết rồi các bạn ơi. Hay là cây này nó còn non quá, nó chưa có ra được trái các bạn. Chưa có trưởng thành hết á. Đó thì cái trạm mình nằm đây đó. Rất có nhiều thăng long nha các bạn. Để mình đi vòng vòng thử coi. Cây này cũng ra trái non rồi nha các bạn. Rất là nhiều. Ở Bình Thuận thì người ta trồng người ta có treo đèn đó nha các bạn. Treo đèn người ta để cho nó ra mấy cái vụ thăng long trái vụ á, thì mấy thăng long nó rất là mắc. Mắc hơn cái mấy cái thăng long mà đúng vụ nha các bạn. Rất là nhiều thăng long. Mà rất tiếc là mấy cây này chưa có trái nhiều nữa, có trái nhiều nữa. Mình quay cho các bạn xem. Cái này giống như là mới trồng được 1-2 năm hay sao á, trái nó ra không có nhiều, còn cái non không à. Đây cái trạm mình nằm đây nè, để mình đi kiếm vòng vòng kiếm trái nào chín rồi quay cho bạn xem. Trái non non không các bạn ơi, không có trái chín. Trái non không à. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. Mình là Trọng Lý H đây. À, nếu hay các bạn hãy đăng ký chia sẻ cho mình nha. Rồi, mình kết thúc clip tại đây nha các bạn.